Lần đầu tiên trong lịch sử ngành công nghệ Việt Nam, một công ty công nghệ của Việt Nam đã hoàn tất thủ tục mua lại cổ phần của một công ty thuộc top 50 về tư vấn công nghệ của Mỹ. Sự kiện này vừa diễn ra vào tối qua. 8 giờ tối tại Hà Nội, lễ ký kết việc mua bán sáp nhập doanh nghiệp diễn ra qua cầu truyền hình. Một bên là đầu cầu Hà Nội và đầu cầu kia là thành phố Atlanta, Mỹ. Theo thỏa thuận này, FPT đã hoàn tất mua 90% cổ phần của Internet Consulting, một trong những doanh nghiệp tư vấn công nghệ có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất tại Mỹ, với 25 năm kinh nghiệm, hơn 150 chuyên gia tư vấn chuyên sâu và 200 khách hàng lớn, trong đó có nhiều khách hàng thuộc Fortune 500. Thương vụ này được định giá vào khoảng 30 triệu đô la Mỹ vào thời điểm hiện tại và có thể lên tới 50 triệu đô la Mỹ tùy thuộc vào kết quả kinh doanh trong 3 năm. Mua lại Internet, FPT hướng tới tiềm lực của đội ngũ chuyên gia cao cấp với 25 năm kinh nghiệm về tư vấn chuyển đổi số tại Mỹ. Con số 90% cổ phần được lý giải là nhằm xây dựng quan hệ đối tác cùng phát triển và hưởng thành quả với Internet. Ngay trước lễ ký kết mua lại cổ phần này, hai bên vừa có khách hàng đầu tiên là UPS, một doanh nghiệp Mỹ mà FPT chưa bao giờ vào được. Qua 25 năm FPT lớn lên và cả ngành công nghiệp công nghệ thông tin của Việt Nam lớn lên, và bây giờ chúng ta làm cả chuyển đổi số cho thế giới. Và đến thời điểm này, chúng ta đối với FPT là có thể hoàn tất lên đến nóc của cái cung cấp cung ứng dịch giá trị dịch vụ công nghệ thông tin, và bây giờ chúng tôi sẵn sàng một giải pháp tổng thể cho chuyển đổi số đối với các tập đoàn hàng đầu thế giới. Tăng cường vị thế dẫn đầu trong chuyển đổi số cho các tập đoàn toàn cầu là mục tiêu mà FPT đặt ra khi mua lại Internet. Trước hết là tại thị trường Mỹ. Mỹ là thị trường xuất khẩu phần mềm lớn thứ hai của FPT, với doanh thu khoảng 50 triệu đô la Mỹ trong năm 2017, tăng trưởng 17%. Với thương vụ M&A thành công này, doanh thu tại thị trường Mỹ có thể tăng gần gấp đôi trong năm nay. Biên lợi nhuận ròng có thể đạt 20% sau 6 đến 12 tháng. Nhưng mục tiêu mua lại và hợp tác với Internet của FPT không chỉ là thị trường Mỹ, mà còn nhìn về tương lai xa hơn với thị trường Đông Bắc Á và sau đó là châu Âu.